Chào thầy cô, toàn thể các bạn đã quay trở lại với chuỗi video sinh viên edX học gì và làm gì. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau trở lại với cái bộ môn phát triển thương hiệu. Hôm trước thì chúng ta đã trả lời về thương hiệu là gì này, và nhãn hiệu là gì và cái mục đích của chúng ta sắp tới xây dựng nó là như thế nào rồi đúng không? Thì hôm nay chúng ta sẽ đi sâu một chút xíu là về các cái hình thức như là phẩm đức này, về kiến thức, về tri thức và kỹ năng mà chúng ta sẽ update ở trong cái thương hiệu. Và cái kỹ năng và cái nhãn hiệu của chúng ta là như thế nào? Về cái phẩm đức, đúng không? Thì phẩm đức thì chúng ta cũng biết là bất kể dù là một ngành nghề nào, dù là một cái hình thức nào, thì chúng ta cũng đánh giá cao cái phẩm đức ở phía trước, đúng không ạ? Phẩm đức về kinh doanh, đạo đức về kinh doanh, các cái chiến lược đấy, đúng không? Các cái vấn đề vân vân rất là sâu ở trong. Thì có một cái ngoại lệ ở đây, đấy là khi mà chúng ta xây dựng phẩm đức này, chúng ta sẽ dựa trên các cái nguyên tắc chung của cộng đồng và các cái nguyên tắc riêng mà chúng ta muốn update vào nó. Ví dụ như nguyên tắc chung của cộng đồng trong cái lĩnh vực kinh doanh là như thế nào, sau đấy chúng ta sẽ đi sâu vào một chút xíu là trong cái lĩnh vực của chúng ta, rồi tiếp theo là trong cái chuyên ngành của chúng ta. Thì qua những cái vấn đề này thì chúng ta có thể update vào các cái vị trí, các cái công việc, và chúng ta sẽ xây dựng theo các cái nguyên tắc chung của nó, và dần dần chúng ta muốn bổ sung thêm vào cái nguyên tắc nó như thế nào và như thế nào. Và trong một số cái nguyên tắc này thì có một số cái lưu ý mà chúng ta cần phải chú ý đó. Thứ nhất là về cái nguyên tắc này, nó có cái như là về cái phẩm đức của vấn đề về kinh doanh, về phẩm đức, về như là nhân phẩm, như là về cái đạo đức, về trung thực này, về vấn đề về trung thực của chúng ta, đúng không ạ? Về cái công bằng, văn minh, liêm chính, hay là về cái kiên định của chúng ta. Đấy, cái phẩm đức mà chúng ta sẽ xây dựng ở trong đó sẽ dựa trên các cái tiêu chuẩn nữa mà chúng ta muốn đặt vào ở trong đó. Ví dụ như là chúng ta cần phải đặt vào trong đó có cái phẩm đức về trung thực, về cái về trung thực, đúng không ạ? Thì để chúng ta xây dựng trên đó thôi. Còn về cái tri thức, cái tri thức là cái quan trọng. Chúng ta mặc dù chúng ta có thể xây dựng thương hiệu chúng ta bao la, rộng lớn, rất là rộng, rất là tốt, rất là đẹp, nhưng mà nếu nó trống rỗng một bên trong thì nó lại là một cái điểm thiếu sót và một cái sai lầm rất cực kỳ và cực kỳ lớn của chúng ta, đúng không? Ở đây thì mọi người cũng sẽ nhận thấy rằng mỗi chuyên ngành của chúng ta sẽ có một cái đặc thù về cái kiến thức riêng của chúng ta, đúng không ạ? Hiện tại thì trong nước của chúng ta cũng đã có về cái kiến thức này khá là rộng và rất là sâu rồi. Nhưng mà để chúng ta, nếu chúng ta nắm bắt được nhiều cơ hội hơn thì chúng ta có thể lấn sân sang về kiến thức của nước ngoài, các cái nước ngoài, về các cái nước phát triển, để chúng ta có thể xây dựng thêm và học hỏi thêm về cái kiến thức của họ. Các cái tri thức này thì không phải là nó chỉ nằm ở mặt lý thuyết của chúng ta, mà chúng ta cần phải xây dựng nó, phát triển nó rộng hơn. Về cái vấn đề thứ nhất là chúng ta sẽ phải làm và thực hành về cái kỹ năng của nó để chúng ta xây dựng lên và phát triển thêm nó. Và thứ hai nữa là chúng ta xây dựng các kỹ năng này rồi thì chúng ta sẽ làm gì? Đấy là chúng ta sẽ cùng phát triển nó theo cái hình thức, đấy là khi chúng ta xây dựng nó rồi thì chúng ta sẽ chia sẻ nó lên các cái trang mạng xã hội bằng video, bằng text. Để thứ nhất là chúng ta sẽ phát triển, đó là một cái công cụ để chúng ta phát triển thương hiệu và cái nhãn hiệu của chúng ta, khi người ta đập vào chúng ta là như thế. Và chúng ta cũng có một phần để chúng ta ôn lại cái kiến thức và chúng ta chia sẻ, viết lại, nói lại. Đó là một phần, một lần để chúng ta nhớ về cái kiến thức đó của chúng ta. Tri thức và cái tri thức này nó sẽ bao gồm các cái kiến thức về chuyên ngành của chúng ta, về mọi cấp độ trên dưới của chúng ta, để chúng ta nhớ về nó. Và chắc chắn là chúng ta sẽ phải làm về nó rồi, thì để chúng ta có thể nhớ sâu hơn và kỹ hơn. Có một phần nữa đấy là về cái kỹ năng. Kỹ năng của chúng ta nó cũng sẽ nằm ở trong cái kiến tri thức này của chúng ta nữa, thông qua quá trình chúng ta thực hành. Thì kỹ năng thì tùy vào mỗi chuyên ngành của chúng ta, thì mỗi cấp độ mà chúng ta muốn update vào cái vị trí công việc đó như thế nào, để chúng ta có thể sắp đến về cái vị trí công việc làm của chúng ta, thì mọi người sẽ so với cái kỹ năng. Nhưng có một số cái kỹ năng chung, đấy là kỹ năng về lãnh đạo, kỹ năng đàm phán, kỹ năng thuyết phục, kỹ năng lắng nghe, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết trình, hay là một số cái kỹ năng quản lý thời gian riêng nữa. Đó là những cái kỹ năng cơ bản mà chúng ta cần phải có trong quá trình chúng ta làm, kỹ năng tin học văn phòng nữa. Thì đấy là một số cái ba cái mục trình trong cái xây dựng thương hiệu mà chúng ta sẽ tìm hiểu sắp tới. Thì cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe video này. Rất mong các bạn sẽ có những cái chia sẻ bổ ích hơn để chúng ta cùng nhau học tập nhé. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe video này. Xin chào và hẹn.